và các bạn trong chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng rất đẹp, được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Tùng ở Đông Anh. Trước khi đi vào chi tiết công trình, tôi xin được giới thiệu qua về Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ qua hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn. Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà có chiều rộng là 10,22m và chiều sâu là 11,37m. Như vậy, diện tích sử dụng là khoảng 116m2. Hệ mái Nhật hiện nay được rất nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Sự đơn giản nhưng vẫn tiện lợi, phù hợp với mọi không gian cũng như diện tích của các gia đình. Công trình của chúng ta được tô bằng hai màu chủ đạo là trắng và xám. Tại sảnh chính của ngôi nhà được bố trí hai hệ cột vuông vức, được sơn giả đá với đường kẻ chỉ bạt to, vừa là điểm nhấn tạo nên sự vững chắc cho ngôi nhà. Cửa chính được sử dụng gỗ lim Nam Phi. Hiện nay, cửa bằng gỗ, đặc biệt là gỗ lim Nam Phi, được các gia đình rất yêu thích và lựa chọn bởi sự bền đẹp cũng như tôn lên vẻ sang trọng cho căn nhà. Hệ thống cửa sổ được sử dụng hoàn toàn bằng cửa nhôm hệ sinh pha kính cường lực cao cấp. Hệ cửa này sẽ giúp lấy được toàn bộ ánh sáng tự nhiên vào trong căn nhà, giúp chủ sở hữu luôn cảm nhận được không khí tươi mới, thoải mái. Bây giờ, hãy cùng khám phá chi tiết bên trong căn nhà. Từ sảnh bước lên sẽ là không gian phòng khách rộng 20m2. Đây không phải là một phòng khách rộng nên chúng tôi đã thiết kế một cửa sổ giúp tận dụng được ánh sáng tự nhiên bên ngoài để không gian trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Phòng thờ rộng 11m2 được thiết kế tinh tế ở một gian nhỏ bên phải phòng khách. Hiện nay, xu hướng kết hợp phòng khách và phòng thờ là một thiết kế nội thất rất phổ biến bởi nó phù hợp với các gia đình có diện tích khiêm tốn. Bếp và phòng ăn rộng 16m2 nằm phía sau phòng khách. Sử dụng kệ TV kết hợp vách ngăn luôn được ưu tiên lựa chọn bởi nó sẽ tối ưu hóa cả về diện tích lẫn chi phí. Kiểu dáng tủ bếp hình chữ L đem lại một không gian sử dụng thoải mái và thuận tiện nhất cho bất kỳ không gian nào, dù là rộng hay nhỏ. Một phòng ngủ với diện tích vừa phải, rộng 13,5m2 được thiết kế ở tầng 1. Một nhà vệ sinh chung và một phòng tắm rộng 1,8m2 giúp tận dụng được triệt để không gian sử dụng lại vừa kín đáo. Sân bếp 7m2 được bố trí phía sau bếp và đối diện với nhà vệ sinh chung, rất thuận tiện cho việc sử dụng. Lên đến tầng 2, phòng sinh hoạt chung rộng 11m2 với một cửa sổ quay ra hướng mặt tiền, đem lại cho không gian sự thư giãn, gắn kết của gia đình luôn được thoải mái và tràn đầy năng lượng. Phòng ngủ thứ 2 rộng 11m2 được thiết kế dọc với phòng ngủ của tầng 1. Phòng ngủ 3 rộng 16m2 nằm cạnh với phòng ngủ 4 rộng 14m2. Trong đó, phòng ngủ 4 được thiết kế sát với ban công rộng 5,6m2. Buổi sáng khi thức dậy, bạn có thể mở cửa sổ hoặc đi vòng ra ban công, hít thở không khí trong lành đầu tiên của một ngày mới. Không những thế, ban công ở cạnh phòng ngủ còn giúp tạo cảm giác nới rộng không gian, giúp bạn có thể thư giãn, tận hưởng khí trời ngay trong không gian phòng ngủ. Nhà tắm và nhà vệ sinh chung của tầng 2 cũng được xây đồng trục với nhà tắm và nhà vệ sinh của tầng 1. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hộp kỹ thuật, dễ dàng cho việc sửa chữa hoặc nâng cấp. Sân phơi 7m2 cũng được thiết kế giống với tỷ lệ của sân ướt phía dưới tầng 1, tạo sự đồng bộ về thiết kế cho cả công trình. Trước đây chúng tôi vừa giới thiệu cho quý vị mẫu nhà mái Nhật được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Tùng ở Đông Anh. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà trên hoặc đang có ý tưởng cho mình thì hãy liên hệ ngay với Mark Home để được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.